Thanh Hằng, thoại Mỹ ngỡ ngàng trước bản sao nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Trong tập 14 chương trình nghệ sĩ thần tượng, xuất hiện thí sinh hát giống nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu khiến chị em Thanh Hằng. Thoại Mỹ hết lời khen ngợi. Mở đầu chương trình là trích đoạn Lan và Điệp do Phương Huệ thể hiện cùng sự trợ diễn của Võ Ngọc Tân. Màn trình diễn tái hiện hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ của thí sinh khiến nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ dành lời khen ngợi. Hôm nay Phương Huệ lấy lại phong độ. Ca giống lắm luôn. Từng cái hò, cái nhấn nhá, cách nói đều rất là giống chị Thanh Kim Huệ. Giám khảo Thanh Hằng cũng đồng tình với đàn em Thoại Mỹ. Tuy nhiên Kim Tử Long lại gây bất ngờ khi có hướng nhìn nhận khác. Phương Huệ không phải ca như vậy, mà phải ca hay hơn nữa. Từ nãy giờ ai cũng khen rồi nên anh không cần phải khen nữa. Nhưng mà anh góp ý những cái còn sót lại, đó là chị Huệ nói bằng hơi thở chứ không phải bằng giọng từ lực mà đưa ra. Tiết mục tiếp theo của đêm thi là trích đoạn tình sử Trương Chi do Thanh Phường, hóa thân nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, thể hiện. Và bản tân cổ mưa rừng do Quỳnh Trân, hóa thân nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, cũng để lại nhiều chú ý vì hai thí sinh hát khá giống thần tượng của mình. Đặc biệt Quỳnh Trân còn được bộ ba giám khảo Thanh Hằng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ ưu ái mua tặng cho bộ trang phục thôn nữ để khuyến khích tinh thần nữ thí sinh khiếm thị. Tiết mục cuối cùng của đêm thi là trích đoạn truyền thuyết tình yêu do Sơn Tùng thể hiện. Đây là một vai diễn đã đi vào lòng người hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Và phần hóa thân của Sơn Tùng đã nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Nghệ sĩ Thanh Hằng mở đầu, hôm nay em đã khiến chị ngỡ ngàng. Chị không ngờ em lại chọn trích đoạn này, cách xử lý và cách diễn phải nói là chính xác. Tuy là cô năm Mỹ Châu không có chất giọng sang sảng nhưng cô có chất giọng trầm. Mà trong cái trầm nó sâu lắng, ẩn chứa niềm oán hận, niềm thương yêu. Chính nhân vật này đã giúp cho Sơn Tùng tiến lên một nấc thang nữa. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cũng đồng tình, cô năm để đời rất nhiều vai và trong đó có vai này. Cô diễn rất sang trọng, bước ra là thấy một nữ hoàng. Hôm nay em thử sức mình mà em lại dám làm một vai rất nặng cân của cô năm Mỹ Châu là giỏi. Tuy hơi điệu một chút nhưng chấp nhận được và rất giống cô Mỹ Châu. Giống ở cái hồn của cô và em ca chữ gối, rất giống cô năm. Em đã lấy được những chữ tinh hoa của cô Mỹ Châu. Chị nghĩ cô Mỹ Châu cũng sẽ hài lòng vì những cái cô chỉ dạy em đã làm được. Riêng Kim Tử Long thì chấm điểm 10 và hứa tặng một vé vào vòng trong cho Sơn Tùng. Khép lại chương trình, Nguyễn Quang, Bình An, Sơn Tùng, Phương Huệ là 4 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn. Kim Tử Long cùng hai nữ giám khảo còn gây bất ngờ khi quyết định chọn thêm Hoàng Phước và Thái Điền. Hợp cùng với 8 thí sinh còn lại vào vòng bán kết nghệ sĩ thần tượng 2022.